Hồng Chuyên trình bày phong thư Piom Đảng, Piom Bạc Hồ, cầm của Quỳnh Nha. Đặng Thị Tị tật cầm và trình bài phong thư Bạc Hồ rú ngườm pha bác bó. Sam phạ phạ rú rung, sam đinh bấu chắc phuối, sam khuổi khuổi lây mưa bé, sam mé mé trắng cả, bền ngườm bác bó. Bền khối lên min, bền thea các mát. Vằn so bền bươn nhí bác ơi mà. Kín nòn ru ngườm thea bác bó. Cam bùn mà chỉ lỡ đồng cắm bỏ phây bay con tiếng rinh tàng kẻ ơn mỏi cần bác hồ phuối đuổi dân bên ấy chứ thương cảnh mất nước xiết xa cần vằn tốc nằm tha rầy rầy bọn lính căm cái mại tục cần sống kín đuổi cần dân khó khát từ vằn mì đáng bán ngó cơi mà mày hí mát đầy phong à hoa đau mần mảnh kéo mà cướm mà tòm nào
đầy đùa non nhớ bác. Bác Hồ nhắn thăng ca mỏi cần, bác Hồ phuối đuổi dân tên ấy. Kín mang hay chứ mấy chứ còn, nhân dân chứ ba cả hô mãi mãi. Bích Hậu truyền bài lượn còi chứ mày đàng bạc ma thể chân tật cầm.
nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang trình bài phong thư Lèo Tàng Bạc Hồ Triệu Sinh Tật Cầm. Bạc Hồ Tổng Bọc Mẹ Sinh Điệp Nhân Dân Tỏ Tổng Điệp Lục Một Tời Sau Hạnh Phúc Dân Chay Mày Sẽ Mọi cần ở chín mát còn nằm mà hở áp thư đàng cần Việt Nam rùng roáng ở than nàng cần Việt rằng thiêng và lai cần biết Việt Nam hôm ở phong ở tư phà Nhật Văn Phường Tổng Khoa Nhật Nam chực nước mắt bằng thia bằng đan thằng có nước bằng dám khinh đuôi dám tập dám khinh bay ở giàu dít rèo tàng bác bô phít bô quen Nhật giam khá Nhật rèn Nhật măn Nà rầy du bung tâm bung thung Đinh khi cắn tèn công hờ chùa Lệch than kim ngân du tử tâm Khi chuôn thịnh thất hở dung hở nước Kẻ on say khu khước khinh tàng Nhật giam nhật dung hở giang ở mưa nà Thank you.